chia lìa nào đó, một cái sự cố trong cuộc sống, trong nghề nghiệp, và chúng ta cảm thấy lúc đó là tinh thần rất là chao đảo. Chúng ta buồn phiền, chúng ta tuyệt vọng. Và lúc đó là chúng ta sẽ nhớ đến tác động có nghe trời nghiêng của Trần Hồng Sơn. Xin quý vị hãy cùng với Văn Quang chúng ta thưởng thức ca khúc Có Nghe Trời Nghiêng. Bên sông nằm lạnh, nề nhân